các bạn của gia đình Villa đã yêu thương và ủng hộ Đạt trong suốt thời gian qua. Bởi vì Đạt ra quyết định này, Đạt cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi và cũng rất là lâu rồi. Thì Đạt quyết định là hôm nay sẽ nói cho mọi người biết là Đạt sẽ tạm dừng TikTok một thời gian, không sử dụng TikTok nữa. Có thể là vẫn đăng video nhưng mà like chắc là Đạt sẽ không like nữa. Nên là bởi vì là cái Đạt cảm thấy là cái mạng xã hội nó xô bồ quá, nó kinh khủng quá. Nhưng mà mình vừa sửa cái máy này kiểu gì nhỉ, cái mạng xã hội nó kinh khủng quá nên là Đạt muốn tập trung lo cho cuộc sống và gia đình của Đạt nhiều hơn. Thay vì chuyện lên like, Đạt sẽ chăm sóc cho gia đình và cuộc sống của mình nhiều hơn. Bởi vì là ấy, Đạt cảm thấy là xã hội bây giờ nó kinh sợ quá. Thật, nó tởm quá. Nên là Đạt sẽ chắc là sẽ nghỉ một thời gian. Nếu mà Đạt có quay được video thì Đạt sẽ úp cho mọi người xem. Nói chung là mấy ngày tiếp theo thì vẫn sẽ có video, bởi vì là video quay từ trước nên là mọi người yên tâm là vẫn sẽ có video. Và Đạt mong muốn là sau này khi Đạt khi sau một thời gian Đạt nghỉ mà Đạt quay lại vẫn được các anh chị và các bạn của gia đình Villa sẽ vẫn yêu quý và ủng hộ Đạt như trước đây. Đấy, cái chuyện hôm nay nó chỉ có thế thôi, ngắn gọn thế thôi. Đừng bà nào xóa TikTok nhé, đừng bà nào bỏ TikTok mà đến lúc Đạt quay lại lại không thấy mọi người đâu là rất là buồn đấy. Thật đấy, đừng xóa. Đừng xóa TikTok. Đến lúc bây giờ xóa đi thì Đạt quay lại thì không thấy mọi người đâu nữa à? Đúng không? Mình còn nói chung là mình chỉ nghỉ một thời gian thôi. Mình sẽ kiểu như là nghỉ một thời gian chứ không phải là mình bỏ hẳn. Nên là đừng xóa.